ngành y tế Đà Nẵng đã tập trung xử lý các yếu tố dịch tễ có liên quan tại cơ sở y tế, nơi bệnh nhân nghi dương tính với SARS-CoV-2 đã đến khám bệnh, khu vực sinh sống và những nơi bệnh nhân có tiếp xúc. Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành khoanh vùng khử khuẩn, lập danh sách bệnh nhân từng di chuyển, tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm 50 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Trong sáng nay, bệnh viện đã được phong tỏa, hạn chế người ra vào. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã tiến hành điều tra dịch tễ và sàng lọc tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Riêng hai trường hợp F1 đã được đưa về cách ly tại khu vực cách ly tập trung y tế quận Liên Chiểu. Phun xịt khử trùng bán kính 200m, hướng dẫn người dân thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Đã xử lý bằng hóa chất tại khu vực đó. Rồi song song đó là tiếp tục phát tờ rơi, rồi tuyên truyền, vận động cho nhân dân ở trên đó là biết cái cách để mà vừa phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, đồng thời là tham mưu cho ủy ban nhân phường ra quyết định cách ly tại nhà. Đó. Bên cạnh đó thì cũng vẫn tiếp tục phải là khai báo về tình hình sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế và phân công cán bộ y tế chịu trách nhiệm về cái vấn đề giám sát điều tra dịch tễ tại cái khu vực này. Trung tâm phòng chống bệnh tật thành phố Đà Nẵng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 103 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.